bless and noble and perfectly and like no one. Homage to the blessed, noble and perfectly and like no one. Namo Sadanto Suche Doye Gola Gorgi San Nyo San Pu Doshe. Namo Sadanto Suche Doye Gola Gorgi San Nyo San Pu Doshe. Namo Tangata Tonya Tara Harahade Tamyo Tambo Dato Ha. Namo Tangata Tonya Tara Harahade Tamyo Tambo Dato Ha. The Eat for crime, such a wonderful dharma. The 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive an order within my sight and hearing, I vow to fathom thus someone's true and actual meaning. O Buddha and Bodhisattvas. First talk Bodhisattva. One Chin Bodhisattva. Memo Shenghua, over the Shumis. O Luna Advisors, Amitabha. Thế còn Bồ Tát, mình thưa Địa Tạng Bồ Tát, mình thưa Quan Thế Âm Bồ Tát, mình thưa Tự Tuyên Hóa, mình thưa Phi Sư Cô, mình thưa quý vị thiền tri thức, vô Phật. Everyone has been working very hard. Quý vị là tu cực khổ lắm. I'm very proud of you. I'm so tired. I'm so tired. Mệt quá. Especially you recite the Buddha's name very well tonight. Nhất là những cái tổ này tôi nhìn Phật hay như sao. And I you started at what time now? 5 in the morning, 4:30 in the morning. 4 giờ rưỡi sáng họ phải dậy, mà tới ngủ ngủ lại đêm, sau họ họ tưởng ngủ lại đêm, mà lại nghe nói là tôi ngủ lại đêm không tốn tiền nhá, thành tới ngủ ngủ. Rồi đâu 4 giờ mình thức đầu vậy. You know, people thought they'd come here and save a night for free, so they thought, hey, what a good deal. And they didn't know that at 4:30 the people hitting the woodboard in front of the room. No, I'm kidding. It's a little thing about me. It's like a Vietnamese bad habit that I picked up. Là cái thói cái xấu tụi mình mà cái thói người người từ Việt Nam qua đây nè, nghe mà xa, nghe mình có tiền mình có mình cái chuyện tu hành không có chuyện mà trả tiền, muốn muốn người nào tới tu cái chiều này tối họ vẫn cố tới không cố. It's just that bởi vì qua đây Việt Nam rồi nghe họ mình thích mình xa. As a Vietnamese trait I have, like Vietnamese, they may be poor, but they spend very freely. So that's why I kept a habit. I said, at the temple here, everything is free. I mean, you want cultivate, what, any form of cultivation, it's all free. So actually, I my one of my goals is to get bigger places to accommodate more people. Thì cái hướng tôi vào trong tương lai có thể có cái đặt ra cho nên nó lớn hơn thì tại cũng muốn có nhiều người tới nhưng mà có cái cơ hội mình tu. Because I really would like people to have a chance to come and practice with us to see what happens. Okay. Because to me the most meaningful thing to do in life is to cultivate. Đối với cá nhân tôi muốn khuyến khích là tu luyện rồi. Tại vì đối với tôi là cái tu luyện là cái mà có ý nghĩa nhất, có lý nhất trong đời. Nói gì hơn? Thành ra tôi thấy là tu chung tới niệm Phật có 5 phút tôi cũng mừng rồi. So even if I see people come here and maybe recite Buddha's name with us even for 5 minutes, they can have a little few minutes and walk out. That makes me happy too. Tu được như tu, lúc em ai tu cũng tu 5 phút cũng được, 10 phút cũng được, 10 tiếng được, 10 ngày, 10 tháng, 10 năm được, không có vấn đề gì hết. Okay. And I want you to know that comes to my heart. I do not want people to come here and feel they need to, you know, like it's a
three things that you feel not comfortable, it'll be like that. And you cultivate, okay? There's no problem whatsoever. Whatever we have to share with you. Thành tôi muốn tâm tôi nó thiệt với tâm tôi vậy là đừng có nghĩ là cái ông này sao mà nói ngon dữ vậy, là cái nói tới tôi tiền chạy có khèo tôi gì khác, tôi muốn tới đây mà tu là đủ rồi, cần phải lo nữa, à, có gì chia đấy, à, có ăn bao nhiêu thì chia bao nhiêu, không có ăn thì đoán với nhau, à, không sao thì phải lo nhé, tại vì tôi biết á, trong cái cuộc đời xuất gia của mình á, à, mình đâu có con gái đâu, mình đi không có mình xài cũng xứng. Because I said in a left-wing person's lifestyle, we have no children, we have no offspring. So whatever we have, we might as well spend it and have a good time. Spend it how. Actually, I'm hoping that in the future we will be able to have a place for people to come and decide the Buddhist day. Hy vọng trong tương lai có cái chỗ để mình con người ta tới niệm Phật chung. I'm imitating Master, Great Master Huy Nguyện, the first patriarch of human. Tại vì cái ngày thời điểm ngày khi mà ngày đào tạo cái tông phái Tịnh Độ miền Trung Hoa, thì ngày có cái chỗ núi Lushan. What's Lu in English? Hey, Rung Ching, you know what Lu Shan, what does Lu stand for? You know? Don't know? She can't hear you. She can't hear me? No. Why? She can't, one stop, she can't hear on the side of me. Oh, okay. Is it, she need a hearing aid or something? You should go get a hearing aid for it. They won't give it to her. Why not? What kind of nonsense is that? Một tay mà nghe được, cái tay kia nghe được. Một bên nào mà chính phủ không cho, cái hai đại hư không cho máy. Anyway, what is Lushan in English again? Does anyone know? Yeah, Lushan. I don't know what Lu is. I don't know Lu. I never saw that character. I forgot about it, right? Look it up in the internet one of these days. Okay, anyway, he found it. He found his place of cultivation is in the mountains. Ông có cái chỗ lu ở bên là bên núi lu sang lu lu tôi biết cái gì thì hồi đó ông niệm Phật, ông là người đầu tiên mà dạy cái phương pháp niệm Phật. Mà hồi đó người đệ tử cũng đông như sợ. He had a lot of disciples. And you know what? A lot of them are high-level officials. Của nó, những người thì theo ông tu niệm Phật thôi. Ngày niệm Phật nhưng mà thôi cho rằng quốc niệm Phật này thì có nhiều người làm quan, người quan rất là lớn. Ở trên là quan lớn, bỏ quan vị đi tới để tu niệm Phật. Để sợ như vậy. So what happened to these high-level officials at the court, the emperor's court? They knew about the master Huy Nguyện, and they came to they quit their official position. They came to Lu Mountain to cultivate Master Huy Nguyện. Okay. And họ bỏ cái chiếc tước họ tới cái núi họ tu hay mà con chó nó giỏi. He knows that he's good. The dog is very good. He's been very hard at work and tired. Đấy. Cái này nó bị đắc lực lắm. Nó là cận vệ của cái cô đông nữ. He's the bodyguard of the dragon girl. You know, he's very connected, very sensitive. You know, nó hôn. Nếu mà gặp ai mà tâm bảo yên nó sủa hay. He chased the one of the guys, that's why I put him in the car, mm-hmm. And I wore a coat and a
he's doing his job. He should trust him. He could sense that some people are not proper, and he marked part of them. So very, very sharp. If I were the dragon girl, you know, whoever he marks at, I would never take a second look at any man. No, what a show, yeah, with them, no, with any, with them, with any. No one told him to stay in guard, you know, in the temple. Anyway, where were we? Oh, yeah, Lucha. And his follower, like, may have a group of people cultivated and masturbated. Ông thì thế gì nữa? Ông tu ở trong núi đó có hơn 100 người, 100 hoặc thì 120 người tu đó. Niệm Phật ở ngày đó. So 120 of them recited the Buddha's name all day long at the Blue Mountain. And they said that what also most fascinating to me personally is that they said that all 120 of them were born in the Western Hemisphere. And why? And that means here, why? Tất cả 120 người mà tu tiêu mỗi ngày thì nó đều bằng sanh được Tây Phương Cực Lạc. Quý nhớ sợ. So that's why I'm hoping that you know, we have enough space to allow people to come and cultivate and recite the Buddha's name and help them get the feel. Thầm hy vọng trong tương lai có nhiều người tới tu tiêu mỗi ngày để mình giúp họ. Okay, so today is the second day of the One Yin Dharma Assembly and Ngày Thứ Nhì của Pháp Hội Pháp Vân. Thế cái phổ môn không vẫn cũng mỏi. The Universal Law chapter is very tough. Is it? I still have a lot of problems. I apologize. It's my fault. Tụng xong tới nửa chừng thì bỗng nhiên mất cái gì lạc Pháp Hội Nhà Vân. I'm very embarrassed because halfway through I get into all kinds of trouble. I listen for a while and I get disoriented. Nghe lúc một mình cũng cái đó cũng nhớ nhà luôn, cũng nghĩ là sao. I don't understand why halfway through I lose track of what the music is. Amazing. I don't get it. Anyone? Any impression? Có ai có cảm tưởng gì không? Ngày mai á là mình ngày cuối cùng. Thường mình có cái khoái mình mấy cái ngày chủ nhật á thì mình mặc dù mình tu đây nhờ ngày chủ nhật á thì có thường nó tới tới chuyện nhiều hơn một tí. Thành hy vọng mình dùng cái cơ hội đó để mình thoát pháp mình từ ngày thì mình tu nè. Mình tu mình thực khổ mình tu thì con với nhau đây thì nói gì? Thì đúng lúc đó cái chủ nhật này cái cơ hội để mình nói pháp cho Phật tử nghe. Thành ra ngày mai trong giờ trưa mình có cái pháp cái thuyết pháp. Okay. Thành hy vọng quý vị ai muốn tham gia nhất là Mexico muốn nói vài lời muốn nói pháp cho Phật tử nghe. Okay. Được không? Nói gì cũng được hết. Nói cảm tưởng kể chuyện trên trời dưới đất là nói gì cũng được hết. Muốn gì cũng được. Cái chỗ tu mình gọi là trực tâm có gì mình nói ra thôi, mình cần tính toán có sao lo. Những cái cô thì coi là cô nó vui chê, cô nó vui phiền não luôn, tôi thích cái chuyện đó. Mình tu cái gì nó thẳng, nó trực tâm, nó thẳng luôn, chứ không quan coi, không có sợ gì hết, không có sợ mất lòng, không có sợ lấy lòng ai hết gì hết, có gì nói thế thôi. So I said tomorrow, you know, we the Dharma Assembly is for us to work in our food pool. And then on the Sundays when we have to sit on during the events, we try to have give Dharma talks for people who come to the temple for lunch. So tomorrow for lunch time we have a Dharma talk. So I invited the people to come and talk. Anything you like to talk about?
It doesn't have to be prepared speech or anything like that. Anything goes, you know, it goes with us. No holds barred. Mình thấy, nhà tôi thấy nhà con thì cũng giảm vì con nên con ngồi nói chuyện với Phật tử mà có một thầy đi vô là con mất thân túc rồi. Thì con đủ con để lên chùa mà hay đi lên chùa Kim Luân có thể sư cô đỡ đại can đảm rồi. À, có thầy ngồi dưới mà cô lại tịch bơ con thể khuất phục cô nữa, con là không được như nữa. Con mà có một đại can đi vô phòng là con mất thân túc, cho nên con là trước với thầy là con không có thân túc mà ngồi trước đại can mà nói chuyện con nói được. Thần túc là gì vậy? Thầy cũng thông hả? À, chạy đồ cũng được, anh cổ xuống. She says that she doesn't have the spiritual foot, so she can't disappear into the earth. So if there's a monk around, she does not dare give dharma talks. So she said, for example, when we were at Goldwheel, and the manager of the temple was speaking dharma. Okay, as the first, by the way, the prior year she would not speak any English is eight and nothing happened. Cái cái này cô sư cô tháng này, tại vì năm mấy năm trước cách đây mấy năm trước tới thăm chùa thì lúc ăn trưa như vậy cũng họ cho cháu được ăn trưa mừng để sợ được ăn trưa thích lắm xuống ăn trưa cái họ ăn trưa vậy không ai nói vậy đó. Em sư cô nghe ai em nói vậy đó. Năm nay là sư cô dám đi nói sư cô gan vậy sợ là cô thương người ta gặp tôi thêm tôi sợ là tôi thích. And so that the prior a few years ago I went there and for lunch they allowed the lay people to speak but none of the nuns would speak. Okay. Now a few years later, now the manager looked at me and said, yes, okay, I can speak Dharma for him. English is very happy. The Venerable Bhikshuni's comment is appropriate, by the way. It's more appropriate because what happened is that in hierarchy of things, the women, the nuns are supposed to lower level than the men. So therefore, typically they would defer to the monks to speak dharma for the assembly, and usually at a VRBA, for example, usually the nuns usually wait until the monks speak. Okay. Then sư cô nói đúng á, cái quy tắc sư cô nói có khéo thôi thì cái quy tắc người sư bia mình á, có cái khéo khéo đó, người đi theo người ta giúp người ta. Cái phần chế đó khác là như vậy. Okay. Thành ra trong cái thân gọi người trong cái tài chúng phải khi nói pháp thì mời người ta nói trước cùng người nói sau. Nhưng phải một thành là như vậy là họ bên Mexico bên Mexico gặp thành họ không phù dữ thành ra lúc họ nói pháp phải lắng tai nghe nha. Thế như họ thực sự trước khi họ nói pháp họ định người ta nói trước rồi sau họ nói sau. Tôi có thể nói cho vị biết đó, là theo cái cá nhân tôi là tại vì sư cô là chủ tiên luôn á, sư cô chủ của tôi thành là sư cô không chú ý là lúc của tôi nếu mà còn xây đi thì bảo thành là tôi bị bắt nó phá hoặc bị tôi ghét chuyện đó lắm chứ ghét cay lắm mình sai đi mình biết gì không mà họ không bắt tới buổi tối mà nói pháp thì họ bắt lên tòa ngồi trăm người ngồi dưới mà ai cũng không phu kiểu ấy mà biết gì không mình run mới nhìn mình run rồi biểu nói pháp thành ghét thì nó dễ sợ. Because when I was as a shami at the CTD, it's very well known they forced the men shami to speak Dharma every single night. So we rotated. And I hated it because I said, you know, a bunch of all these people in the assembly, I knew the Kung Fu higher than mine. And they knew a lot more about Buddhism than I do. And for me to come up to sit up there and speak Dharma is not a very comfortable thing. So I hated it, that means, especially I did not enjoy being forced to do anything. And the missionaries knew that. Only a really forced his shami to do that. So that's why when I went to Goldwheel a few years ago, they knew about me and they thought that they didn't want to put pressure on me. So they just fed me and I do whatever I please. Okay.
Anh Mexico cũng tử tế với tôi đó nha. Tại sao cô biết là lần trước thì mình bị không thích nó sao, mình bị ép nó sao đó. Anh cho cô biết là không có muốn thế ép mình. Cho cô cho mình ăn cái ngon thôi, sao muốn làm gì làm, cho cô không ép. Anh mới tôi nhớ tới lại cho cái bộ lần bắt cô pháp của chúng tôi nhớ tới. Anyway, so actually it's a good protocol. When you see the monk, you should, before you speak Dharma, even though the Venerable Hengshi is proper, in that she was nice to me, I appreciate that, I'm not complaining about that. That's honestly coming from my opinion, my perspective. I appreciate the fact that she did not put pressure on me. But the proper protocol, because they're not the use of it, is that because when you interact with a lot of monks and nuns, you invite them to the temple, there's a certain protocol. Before you speak Dharma, you need to invite the monks to speak Dharma first. Okay? Just sort of courtesy. Thành ra sư cô nói đúng nhé. Tại vì cái chùa họ ít giao tế với người tăng khác. Người tăng khác tới từng ngã hỏi nó lại được lớn. Thành ra theo cái phong tục mình, quy cách của mình, cái oai nghi của mình. Là trước khi sư cô mà biết cái sư cô nó phá đó, là phải trình sang cái phá trước. Cái đó là cái lịch sử, đúng không? Nên nó phát cái thầy nghe thì nó hơi mặc dù biết thầy thua đó, thầy không thua thầy thua chứ cô thì đó, nhưng mà mình thua bốn cái từ đầu từ nói thầy thua nó phát cái thầy nó hơi thiếu cái gì, đồng ý không? Thằng này cô cái này cô đừng có lo, ở đây là tôi mời tôi nó phát vậy đó, ai muốn nói gì nói à, thằng cũng vậy, mời sư cô để mà nói cho ban làm pháp lý cho Phật tử chùa nghe. Ok, đứng ngài, sư cô đứng ngài nhé, muốn nói gì nói thôi, đừng có sợ. Ok, so we have a Dharma talk tomorrow, and then we keep the rest of the time the same schedule, unless you want to finish early. We can actually, since tomorrow is the last day, we can do it until like late at night like this, or we can do it like a normal Sunday, because some people might want to go to the temple and stay around the early part in the afternoon to listen to Dharma and then eat. So that's why. Có thể ngày mai mình tu cùng ngắn một ngày một tí là có thể, tại vì phần lớn Phật tử người ta tới khi nhật là chỉ muốn nghe ăn trưa xong rồi muốn nghe pháp đi xong rồi về, thế là muốn ở để mà ngày mai nếu tiếp tục như vậy thì tối khuya quá họ không nghe được. Nhiều khi người ta chỉ muốn nghe biết pháp thôi, thành ra quý vị nghĩ sao, ngày mai là ngày ngắn hay là ngày dài, thành đạt không muốn ngày ngắn. Tại vì ngày hôm nay có mấy người đó họ disappointed là mình giảng pháp buổi tối. Yeah, they asked me and then which one? There's I don't remember who, but they were asking me She said there's a few people today who came around and asked what time is there lecture, sutra lecture or Dharma talk. When they found out we are giving a talk in the evening at this late, they are very disappointed and they left. That's why maybe tomorrow we switch it around a little bit. Can we do the lecture in the afternoon, like until 3-4 o'clock, and we start at 5 o'clock, and then we skip the rest? Is it okay? Okay. Ngày mai mình như vậy thôi, ngày mai mình làm như bình thường đi. Tại ngày hàng như làm tới tầm mình nghe mình nói buổi trưa nó phát thì buổi sáng mình luyện như thường, tầm buổi trưa mình nói pháp thì xong rồi 1 giờ mình tụng kinh Phổ Môn, xong rồi Hả? Mình làm như vậy thì tới 2:40 giờ mình giảng pháp xong rồi ngồi nước xong mình xong được không? Tại mai cũng chủ nhật cũng họ có thể đi làm thôi. Tất cả con người phải lái về xa. Con người phải chở vô sát về nữa. Còn nhiều. So it's okay with anyone? We change the schedule a little bit tomorrow, and so we do the you don't have to do Kumbhin afternoon. You ask me. I prepare every
to during the break, I go listen to the CD, and I was fine by myself. As soon as I walk in here, I start doing it. All of you going crazy. Everyone is shouting with an off-tone note everywhere. And after a while, I lose track. Anyway, tonight we play it by ear. Yeah, we have a Dharma talk and whatever, and we have a lecture. Okay, tonight we sẽ nói pháp buổi trưa, xong mình sẽ dẫn dẫn kinh sau thêm. Okay. So we do. Thank you.
seven times the time you think and give a lecture. What do you think? 1 o'clock or 2 o'clock? 2 o'clock? Yeah, you ask Jimmy to email Linda and Jack too, because they usually, you know, if they don't know the lecture, they won't Work on it. So they need the usual people to be work on it. And then get that man's name as well, and so that we contact information, because he's a regular. Yeah. We should try to keep track of him to help him. Okay. Okay. This morning, we started at 4:30. Sáng nay là hôm 4:30 có công phu, bắt đầu 4:30 bắt đầu dậy, 5:00 có công phu thêm. I'd like to take this opportunity to introduce the Master Sri Noi Dharma to everyone. Cái cơ hội để cho biết là giới thiệu cho mình biết cái pháp của Tiếng Hoa, ông truyền lại cho cái cõi này. The morning ceremony and Master Sri Noi decided on very, very special. In fact, we want to unite that meeting because it's the subtleties that make it very, very, very interesting. Tại vì tôi đã đi gặp mấy cái chùa khác, tôi gặp mấy chùa khác thì gặp mấy tham gì về công phu kia, rồi tôi để ý thấy nó khác vài cái câu, biết không? Nó khác cái xíu thôi. Giọng này. Giọng hả? Nhiều sứ luôn hả? Dạ, đều như tạm, cách tạm là tạm cả thôi, cũng dược sứ như lai vậy đó. Không có đi nhiều, không có đi tổng không? Không, chưa có, người trúng là người tướng tao chuyên quá, công phu dòng vậy á, đi nhiều vậy á. Cũng khá vậy, như vậy. Giống khá vậy á. Ôi hả? Dạ. Thế bên con có tạm thường lai ở đây. Thường lai, hiền tiên thân tình chủng, tùng văn nghiêm như có tạm. Có tạm, ngươi thì đại nhiều ngày hồi em. Thì có, nhất dạng để kính chức Phật nhị dạng. Ôi, giống vậy hả? Ôi, vị quá. Ngay tiến hóa là bởi thể hình, bởi thể hình đấy, chứ ngay hoàng nhật là thể kỳ thứ 14 đó thôi. She says that in Central Vietnam, they have the exact same ceremony because there's a Chinese monk who came to Vietnam to translate the Mahayana in the 14th century. So that's why they have the same exact ceremony. I'm impressed. In Vietnam, they có như vậy chứ cô đi nghe. Việt Nam mình có như vậy. Tại chúng tôi cũng không biết những cái đầu tiên của thầy những mảnh của thầy này nó tại lo như thế. Lo sẽ lo dạ không, ngay Hoàng Nhật là từ Trung Quốc đến Việt Nam là hai tình đồ. Tình đồ hả? Hoàng Nhật là tàu gì á? Hoàng là quảng rình. Hoàng phải là hoàng gì? Hoàng là họ Hoàng á. Hoàng màu vàng á. Hoàng Hoàng gì? Cái tàu hoàng gì á? Hoàng hoàng rồng. Hoàng rồng Nhật là hoàng rồng. Hoàng dự. Nhật là dự. Thế à? Hoàng dự. Cái này đi. The one thing that is, you notice that during our Dharma ceremony is that we have heavy ceremony. Cái gì vậy? Khi mình là cái công phu niệm Bồ Tát niệm Phật đây, trình độ mình đấy. Nào, dù ngoài là mình luyện công thì ra mình nặng về cái lễ nghi gì. Nhà cái mình cứ làm lễ hoàn cứ cúng này. Cúng hương rồi mình biết làm lễ quá nhiều, rất rất nhiều. Ok, tôi biết là sao. So
our cultivation, we do a lot. We do a lot of ceremonies, especially like incense offering. It's like we keep on offering incenses. Okay, the message there in cultivation is very, very simple. Okay, you start cultivation by making an offering. You keep on making an offering after offering after offering until you perfect the paramita of giving. Nó cái ý nghĩa là như vậy, là tại sao mình cứ cúng hương, mình cúng này cúng họ này nó đáng thôi. Mình cúng hương xong mình qua mình cúng họ xong mình qua bên cái bộ ăn rồi mình cúng thêm một lần nữa, nếu không mình cúng hoài rồi xong mình ăn xong mình cúng thêm một lần nữa, xong rồi hướng người ta nào thành thành ra tại sao mình nó cứ cúng một cái lần dễ thôi. Thì cái đặc biệt là vì cái ý nghĩa như vậy là tu hành. Cái điểm tu hành đầu tiên quý vị quan trọng nhất trong tu hành là phải tu cái phước. Không có phước tìm được, không có phước không thực hiện bằng được. Nghĩa sao vậy? Thành ra phải hiểu là khi mà tu hành đừng nói gì cái điều tu nó quan trọng. Để không cái quan trọng phải hiểu là cái tu trong cái tu hành là phải chú trọng tu cái phước trong cái phước của mình. Mình bắt làm mình làm cái cúng hay cúng ngoài là để là mình ngồi làm mình cứ mình cúng nhiều sự Phật cúng nhiều cái tên hương đây mình cúng cái Phật cúng Bồ Tát rồi mình tạo cái tu cứ trong biết mình cứ làm hoài như vậy thì cái đó mình trong tương lai mình tu pháp gì cái pháp hả ngũ phước làm đó là pháp đầu tiên của Bồ Tát đạo. Bồ Tát đạo là thi cái gì nè mà bộ bộ đạo là niệm phật nha, niệm phật là sao? Tu bộ đạo đầu tiên là phải bổ thí. Cũng như mình cũng như cái tu mà cái tu cũng như cũng là niệm phật. Và nếu mình cúng với cái thành tâm cúng phật cúng Bồ Tát cúng cho tổ của mình vậy, mình đã tâm là tâm cúng vậy, mình đã cúng mình đã làm hoàn toàn cái pháp bổ thí. Và mình càng làm càng nhiều mình sẽ thành công với cái bố thí gọi là đại pháp. Tại lúc mình cúng cái chuyện rất là long trọng cái chuyện chơi nha, là ví dụ như người ta Phật tử tới bà tới là cúng thì tham dự của mình đã làm một cái cúng cái hương như vậy là họ người ta bố thí bà là của mình cho mình. So Swami always explained to them that the people who walk in here and maybe you don't have a participate in a few minutes without incense offering or an offering of lunch offering or offering in a hall, so they all are practicing the giving paramita, okay, which is the Mahayana Dharma. Nên đại đường cô đường tử cái vị đường tử đại đường là hiểu pháp này. Là hiểu biết nói pháp hoặc biết thiền hoặc biết niệm phật nên đại từ mình phát đại từ đầu tiên của mình là bồ thí không phải giới nè không đừng đừng nói chuyện giới nè phát đầu tiên thế đó trong Phật giáo mình là phát bồ thí mình tu khó khăn là tại vì mình chưa đủ phước khi mình đủ phước rồi mình tu thành như vậy. So I said the Mahayana cultivation is not about precept, it's not about chant, it's not about reciting Buddha's name. The number one Mahayana Dharma door is giving. It is very, very misconception out there of people saying that's what it's because they do not understand the importance of that paramita. And as a result, because they do not understand the importance of giving, therefore when they cultivate they have a lot of obstruction. They cannot progress. For example, for example,
time and tích lũy như sợ. So I know some Vietnamese monks who like to cultivate and like to work hard and like to apply work in the book. And they never spend the time in practicing giving. Thành những người xuất gia, mấy người họ có trí thức, họ có sức, và họ xuất gia phải họ thích xin phép thầy ra cái cốc rồi đứng ở lên cái cốc rồi tu luyện thôi. For example that is Venerable Xu Yun. Một cái ví dụ là ai là ngài Như Vân bắt đầu ngài làm như vậy. Quý vị biết chuyện đó không? Ngài Như Vân á, là khi ông tổ của ông thầy của ông Tiên Hóa này, là ngài Như Vân khi mà ngài xuất gia một cái là ngài chỉ thích thiền thôi. Ngài xin sư phụ của ngài ra sau cái lưng của chùa sư phụ ở trong núi đá rồi ăn là leo lên cái ăn lấy cái hạt cây mà cây thông nó đắng dễ sợ. Ông không dữ dễ sợ, ông ăn á. Trước khi ông xuất gia một cái người ta nói nhìn mặt nó thưa thầy tu nhịp pháp môn nhịp hư vân ai tu rất tiền vậy thầy dạy con sao thì đi hư vân tu không biết tiền. Vậy ông kia nói nhìn hư vân mà ông tăng tới thăm đó, ông nhìn hư vân đó này như vậy thầy đâu tu tiền, thầy đâu biết tiền sao thầy tu tiền được. What happened very soon when he left the home life, he asked for permission of his master to go back to the back of the temple in the lots of land back at the mountain area, and he started cultivating by himself, and he learned to eat very little. Okay, he would climb on to get the pine nuts and eat the pine nuts. The pine nuts is very very bitter. It's nutritious, but it's very bitter. You cannot swallow it. You cannot eat that much of it. And therefore, he's very skinny. He's a high life. And so he cultivated. He practiced that time. And then one day, a monk paid him a visit and said, "So, master, you are impressive. You're so dedicated to cultivation. What is your dharma door?" When Xu Yun said, "I practice meditation." He said, "So, will you teach me how to meditate?" And Rio Xu Yun said, "I don't know how to teach you how to meditate." So the monk said, "Then, Venerable Master, you don't know how to meditate." And khi người ta không có nói, người ta khác cứ nói là nếu như thầy không dạy thì người ta thiền, thầy không biết không thiền. Ông nhớ vào gì mà? Đó, tôi đi tìm lại. So Venerable Xu Yun said, "Wait," he said, "You are right. I will need to go look for a teacher." And before that happened, his teacher called him back to the temple and put him to work. Then ông sư phụ cũng thưa vâng ông biết mấy trai người tới kêu ngài sư vâng trở lại chùa làm việc trên chùa và bố thí. Sau bố thí là có đủ phước, sau ông tu thì thầy ngài sư vâng là mấy tổ sư thầy tu như vậy. Mình mà chưa trình độ rất thấp lè tè nhưng mà cứ nghĩ mình chỉ cần ngon ngủ xếp bằng tu như mòn nằm thôi. Đôi khi thì giờ đi quét có bụi hay là thầy chùa còn đi vô là cửa còn tắm hả? Đôi khi thì giờ ha, khi thì giờ tâm bệnh không gì. Cái việc này ra sao tôi cho các người đó ở không có gì. Tôi giải. So I'm doing the same thing. People think that I'm being stupid and allow people to come to the temple and stay and practice for free. I'm practicing giving. If you pay for it, then my blessing is much less. Anyway, so any questions, comments? I can help. Cho con hỏi ý kiến. Dạ. Thì con thấy cái máy phải từ nhỏ từ nhí nó cho con này. Hôm nay thầy ngồi thiền là đẹp nhất.
không phải, con thấy ngồi đằng sau quan sát chúng là con thấy thầy đề nghị thầy là thầy sửa lưng cho chúng á, chứ con thấy ngồi không đúng, mà thầy ngồi sao mà con thấy con cất cái bộ đòn á, có bắt chước thầy con ngồi hai cánh thì nó cân đối thì ngồi được, thì con thấy thầy ngồi không có bộ đòn, con bỏ một cái ngồi thử thì con đồng không có nhúc nhích hoài. Con ngồi bạn nhà thì nha. Con ngồi bạn mà ngồi không có cổ đó. Đi về đi thằng này thằng này mất thằng bạn. She made a compliment. She said that I sat very very adorned. My sitting posture very adorned. And she didn't realize I was sleeping. Đang tạm biệt cô ngủ. Cái lời là khi mình biết ngồi là ngủ sao được. The advantage of sit sleeping, you can sit, you can sleep anytime. People don't realize. Anyway, she said that I was sitting very adorned. I asked her. The question is that she said what she said. She could not. She doesn't sit very stable. She has those two cushions. And so I asked. So she removed one, and she still has a problem staying balanced. And she's very good actually. It's very painful. You realize that you know what we go through is kind of rigorous. It's not easy for a lot of people. So I asked her, "You sit in half lotus or full lotus?" She said, "Half lotus." Half lotus is what the Hinayana practice, and it's a drawback of the half lotus. It is true that the Chan patriarchs used cushion
thực thật đó, mấy ngày mấy ngày bên bên tham khỏi đầu họ dùng mấy cái gối đó nha, họ có nha. Ok, nhiều khi họ dùng cái gối đó họ tu khó khăn, họ luyện khó khăn gì sợ họ không biết. I can tell you the charm people who let's say they practice Wato in Chinese, in China, they have those meditation cushions. There's an old fact that the patriarchs who wore out 9-7 of these cushions before they became enlightened. Trong cái quá trình bên tham khảo đầu bên tàu có một ngày thiền sư đó, ngày tu tham khảo đầu cho tới ngày lúc ngày 80 tuổi. Ngài ngồi trên cái gối mà thiền đó, Ngài ngồi ngòn 8 cái gối. Lúc mà Ngài có tiếp tục chung thì được. Khi Ngài tới 80 tuổi, Ngài mới có giác ngộ được. Ok? So, cái sự thật đó là ngồi gối cũng được. Nếu từ nay cũng bỏ nhỏ thì nghe. Nếu cái Ngài đó mà tôi không ngồi gối, chắc là khoảng 70 tuổi là giác ngộ. Tell them, the truth. So don't quote the time master saying, you know, the time master wore out 7 of these bow, these meditation cushion until he reached 80, and he became enlightened. And I said, so using cushion is okay? I said, no. You ask me, like I will tell you that time master right there, had he not used any cushion, he would have become enlightened when he was in his 70s. Tập tập cái xíu gì thôi đó mình bị lật. Khi mình ngồi cái gối như vậy là cái người mình không tăng bằng. Có người mình á, cái gì ngồi chắc cái bác mà nên cái gì mình kiểu mình cái gì biết á, cần cái thăng bằng trong cơ thể, đúng không? Mình á, nếu mình không thăng bằng á, cơ thể mình sẽ mệt mỏi. Ngay từ ngồi mình mà không ngồi giữ cái thăng bằng của cái tư thế đó, ngồi cái tư thế của nhất vững nhất mình có thể có được, mình không giữ được khác mà nó, ok, là cái dụng tôn mình chưa là được vẹn toàn, được toàn, được hoàn thiện, hiểu không? Tại khi mình ngồi để thiết già cái tư thế nó thăng bằng nhất, không có gì mà nó thăng bằng mà cái thiết già, mà cái thiết già đó mà cái gì để dừng của thiết già trên cái gối thì gì xảy ra? Là cái gối đó, cái sau lưng mình dưới cái mặt tọa mình nó nặng, nó lún xuống, coi chân nó nhẹ, thành cái chân nó bổn thêm, cái thành cái đó là mất thăng bằng của cái cơ thể, nên là tí xíu thì thôi đó, công phu mình bị khó khăn vẫn biết. Thành từ tôi với cái cô là tới đầu tiên như cô tới nghe thì tới nó nghe nó thầy dạy thiền được. Sau rồi ngồi đang ngồi nghe nó phát xong là tôi là người là hồi đó người là chỉ ngồi nói thôi, mấy hồi nghe mà chuyện người kia nó biết nó đau quá là tôi đứng như thế cái ngồi tôi cười đó, muốn học thì với tôi là cũng được ngồi ngồi thôi, là cái cô thì quen cũng biết tôi cũng là cũng chịu ngồi ngồi. Ngồi thì đau, cái đau như vậy cái khí nó thốc thì giống như tới bác thì bác chửi mình vậy, ngồi mình khí nít mà nó đau cái khí nó thốc thì giống như tới bác chửi mình vậy, lỡ đường nó thiền bác hay sao tới chỗ cũng chửi mình nặng hết, còn người thì nhẹ mình tự chửi được chỉ ngồi đau nít thôi á khí nó thốc kinh hoàng mấy cái miệng họ, tại vì phải hiểu là mình ngồi mình giữ được cái thăng bằng gì, mình đang chịu bước cái mình trong cái gì, cái gì trong cơ thể mình mất thăng bằng, mình đang bị hòa cái thăng bằng đúng phải không ạ? Thăng bằng thì mình phải chịu cái thăng bằng cho người đúng không? So I said so when people sit in full lotus, they sit in balance like that, then they actually lose their feeling. Because giving is involved in restoring balance. So
That's why I said, you know, if you sit in full groups, the people will come here and practice, and we ask them not to use the cushion. It hurts a little bit, but actually they heal themselves, so that they don't bother the gentleman back end with the skill. Because go to him when you have serious businesses, serious diseases, but not a light one. Okay? Còn các bạn nhớ không? Đừng tưởng tụi tôi ở Mỹ là cái gì là cũng sung sướng như chứ cô đâu. Vì bên này tụi tôi lúc mà tôi tu á thì ra là không có tiền mua mối, là ngồi mình tu mua mối rồi các bạn. She's from Vietnam, but she didn't have any misconception about it, the way we Americans are cultivating. I told that out frankly that when I was cultivating but on my own, I had no money, so I couldn't afford to buy a meditation cushion. That's how I understood the process. Mai nhiều nghèo cũng nhiều nữa các bạn. Nhưng mà lúc mà giàu sung sướng như cô thì quyết định là biết gì. Mấy quý vị, mấy vị sung sướng quá. Okay. Anything else? Rồi, có thắc mắc gì không? Có ý kiến gì không? Muốn phát biểu khi tư tưởng gì không? Anyone has any questions or would like to speak about something? Anything? Any questions? Yeah. She says that she noticed that she said after a sit she would stand up, she has a hard time standing up. And whereas she glanced at me, I would stand up as if without a problem. She didn't realize that my legs were numb. I said, go meet him, go meet him. Muốn cái chân nó thông, muốn cái chân nó thông, muốn cái chân nó thông là sư cô phải tập luyện nhiều, chứ còn không thì có hiếm ít thôi. Và nói thì sư cô muốn chân nó thông như vậy, sư cô phải ngồi luyện ngày còn đi năm sáu tiếng chân nó sẽ thông thông. Đấy là đi thì vật đi vui là đi niệm Phật nhiều là đi chơi thôi, còn lúc ngồi thì đàng hoàng mà không lên. Rồi tôi nói trước tôi ta cư sĩ, tôi nói cho cô biết ngồi tôi cư sĩ, lúc tôi còn cư sĩ trước khi mà lúc mà ngồi thiền thôi á, tôi ngồi vui đi. Tôi nói ngồi đấy là thiền nha, tôi biết gì thiền thì ngồi thôi, ngồi thiền thôi. Thì ngồi qua TV ăn gì mình không được. Cũng tiếp già luôn. Tiếp già. Đau thì đứng dậy, đứng yên. Không, nghe được. Nhìn cách cứ sướng cái gì thì nó đau thì phải đau. Mình không còn cái ưu tư, không còn cái tiền nào. Thì mình biết không? Cái gì sống, cái gì có cái tiền nào. Mình phải lo, ưu tư này, lo cái này, lo cái này. Khi cái gì tu, thì người dầu cơ thì nó mỏi mệt mỏi, nó lo, nó tiếng, nó nhẹ nhàng, nó free, nó không bị tiền nào. Cái cảm giác đặc biệt. Bởi tôi mới mê tiền như vậy. So, I tell her that she needs to sit a lot longer. She wants to have no problem with my legs, like 5-6 hours straight. And that's only I'm only mentioning that as a training level. And telling her that when I was first learned to learn meditation,
I didn't know about meditation, but I could sit for 10 hours straight. And she asked me, so what do you do when you sit for 10 hours? I said, well, I read a book, I call someone on the phone, I eat something, I watch TV. But the funny thing is that when you I unbuckle, it hurts so much. It hurts a lot for like 4 hours. About 20 minutes, it hurts. Okay. But then it feels so good. This is why that made me hooked about my meditation. What's the funny thing? Yeah. So I'm not asking you to do anything that I haven't done yet. Tôi nói cái gì đi mới phát hiện cái gì tôi làm rồi tôi không dám dạy còn tôi không biết tôi không dạy cái trình độ thực tiễn á. So she asked a question about why is I sit I when I unbuckle my legs hurt and you unbuckle and nothing happens. Okay, number one, you need to train the body. Nhất là mình phải luyện cái cơ thể mình. Như tôi nói ví dụ tôi luyện với có phương pháp để luyện thôi. Okay. Đấy, cái đó phải biết trước, cái đó là căn bản đầu tiên đó, phải luyện, có phương pháp để luyện cái đó. Xong cái gì nữa, ok, cái gì nữa là cái công phu khi mà nó chín rồi, ok, nó xả cái đau nó lại, cái đau nó mất lại, hết đau nó phải nhìn là hết. Yeah. So I said, and then the next level is that you the leg pains, all those pains, they go away just like that. That's some real kung fu. And then another level is that there's no longer anything. I'm not there yet, by the way. So don't look at me. Oh. Rồi cái thân thường có những người như người trình độ khá cao trong tâm tâm còn nào? Tôi biết hả? Trong tâm khá cao. I heard the pain never goes away. I think I heard a story where Master Xu Yan, his disciple, asked him because he used his pains for sitting 8-9 hours every day, you know, regularly. Sometimes even as long as a week or two at a time. And then, yeah. And his disciple just got asked, and he said, Master Xu Yan, how come you sit so long, your legs don't hurt? And he looked at him and he said, who said my legs don't hurt? They still hurt. That's what he told him. That's because Master Xu Yan hasn't perfected his system. Master Xu Yan is his kung fu skill. Ông là một khách mà mấy khách họ thì một mấy khách thì tiền là không thích mê tiền là không tới tôi học tiền để tự tiền hóa tới tôi học tiền mấy người dùng tiền đồ đâu biết tiền đâu nhà vậy thì để tiền cũng có học tiền ông mấy ông kể chuyện ông Lưu Vân vào ngày Lưu Vân ngày ngồi đó ngày tu thiền là ngồi 7-8 ngày liên tiếp cái ông đệ tử hư vân mới hỏi điện thoại này sư phụ sao thầy ngồi lâu vậy mà kinh ra hư vân nhìn nó bộ ai nói mày kinh tao ra thành ra ông radio mới nói là tôi nghe nói là cái đầu nó không phải là hết nó không cái chữ thì chữ là
cao bằng Phật cả. Con là con thấy con đi cái lễ bên bên cái vụ đó mà tại Trung Chúa với đạo Phật chứ được bánh lộ cái người bị cắt nghĩa nó đang Phật nó mất tại sao nó một bộ một Phật là ra Trung Chúa là nó được nói là nói được gặp người mấy người biết có những tôn giáo khác cha như đừng nói chuyện chuyện Phật với cha như nói như mấy tôn giáo khác người ta kỳ thị tôi kỳ thị tôi nói Chúa tôi sao tôi tin thì Chúa tôi tin vào tôi tin vào ông thần này ông thánh tôi tin sao sao nói Phật hơn thầy tôi được người ta đồng ý mình cái đó là cần nói để cho Phật tử nghe thôi chứ không phải không có nghĩa để nói cho người ta nghe và nhẹ đuối nghe đấy muốn nhân trong giáo tế nó phải có cái chuyện kiện chứ mình đem cái chuyện người ta không đồng ý mà nói mình chúc tạm người ta không có lời. As he said, Buddha said, I am the world honored one, is the most honored in the world, and her Catholic friends had a problem with that, and they said, "What about God? Are you saying the Buddha is higher than God?" that's what we say. But and so they have a lot of problems. Non-Buddhist people have a lot of problems, and I said, "Yeah, of course. You're not supposed to mention that. It's only meant for the Buddhist ears, not for the outsiders." And we need to be sensitive about those things. You don't want to go to the Catholic and say someone is higher than God. It is not. It's not. It's not wise to do it. Don't be offending people. Khi mà Phật nói, tôi là người tối cao nhất, tôi là Đức Thế Tôn á. Đức Thế Tôn có nghĩa là gì? Thế Tôn nghĩa là gì? Tôn là kính trọng. Và tôn trọng, nghe, kính trọng, tôn trọng, thì có nghĩa là trong cái thế gian này mà có đây là thế gian mình sống đây là Phật đó, là điều gì cao nhất, không có ai được tôn trọng bằng Phật. Thời Phật còn sống tại thế là những cái Phật đệ tử Phật còn là vua chúa với là hoàng đế thôi, đúng không? Thì một lần Phật giảng kinh như vậy là có 16 vị hoàng đế ngồi đó nghe Phật giảng kinh. Thành thời hoàng đế hồi đó là thiên tử mà con của vua mà và cao nhất rồi mà tới nghe mà quy Phật này. Cái đó thực tế là trong thế gian này là Phật hồi xưa đó, Phật đó, là Đức Thế Tôn mà cái thế giới này thế gian này tôn trọng Phật. OK, đó là sự thật đó nha. Rồi về phương diện khác nữa là khi xuất thế cũng là tôn trọng Phật nữa. OK, nghĩa là rằng là cái thế gian mình không thấy, cái thế gian vô hình đó, nó cũng tôn trọng Phật và quan Phật là cao nhất. Thì cái đó là tại vì họ đụng chạm người ta thôi. Cái sự thật là không phải đụng chạm, sự thật là họ không có đủ sức, là người kia người ta không có thể, hiểu không? Người thầy giảng mà không đủ sức á, người ta nghe người ta không có dùng, không có thống, đúng không? Quý vị lúc mà ngồi nghe, lúc mà nghe người ta giảng với quý vị, thầy hoặc là nhân viên cô thích cái tới trường đại học ha, là muốn thử cái bài của cô, cái mắt của cô, cái nguyên thức thì cô biết, người ta thích thì là ngồi nghe, nghe lắng tai đã.
chứ không đủ sức dạy cho cô, thì cái gì phải dạy cho cô toàn là trình độ thấp thôi, nó ngoài da không thể nào không làm cho cô tiến bộ. Nó không vào được tham gì, nó thấm được, nó thấm rồi nó nghe rồi. Tập thử thì gì chứ biết, nó là nghe là lạ, mình làm chú ý thôi. Nó cái lời nói nó phải vào trong người mình, vào trong người cái hệ thống mình, mình mới thu nhập. Nó vào được cũng khác rồi. The trick I said to you, so the guy who was teaching had created problems, has all kinds of conflict. I said, no, it's not about the teaching, it's about that guy not having enough samadhi power to convey the message. So I thought it was a small trick to tell you, since she goes to colleges and she goes to all the teachers, the little thing I said, when you listen to people that try to teach you, you pay attention to the label. See whether the teaching goes down to your level. If he cannot get there, that means that he cannot reach you. And his hope goes way too low. He only can give you the externals, the outside. He cannot fundamentally change you. He cannot help you progress. Okay? And this is an example of crying shame for me to me. Cái này tôi nói cái đó là quý vị phải hiểu, hiểu là khi mình nghe lời người ta, nếu người ta không phải cái thì nghe cái tai nó ngọt hoặc là cái nghe nó lọt nó thuần tai không, mình nghe hiểu là nghe nó nhập vào mình được không? Hai cái nghe khác nhau. Ok. Thì what I when we went to Vũ Dương Temple, lúc mà tôi tới cái chùa Kim Luân đó, cách đây mấy năm tới đó, I ran to of course they looked at me with suspicion, so they ushered me to the room next door where okay, you want to take a break, you okay, okay, there were all the laymen there, okay, you know, the men side, and then there's a room behind it, so then after the first break, they push him back there and say, Master, go here, go here. Don't wander around the nunnery, okay? Thành ra, lúc mà sau cái thời đầu tiên ấy, mình tới, sau mà xong cái thời đó rồi, thì mình, thì họ nó để dụng cái kia, sau cái nền ngôn đó, sau cái tường có cái phòng kia, thì nói là, thầy, thầy tới coi đây, còn đây một cô nghĩ, có nghĩa là thầy dù là bà, đừng có đi dù sổ như sao. Tôi vào đó thì mấy cái này bỗng nó loạn xì lộn đấy, chạy bố ra. So I saw a lot of all these men out there changing and talking and moving back and forth, and I'm the only monk there. So I looked at them. I said, oh, we also have a bad room here. Tôi cũng thấy nhiều đông người mà tôi cứ nhìn ông đông quá. Có một cái phòng khác gần gần đây nó vắng hơn đi, thầy sẽ qua đó. But then a man recognized me and approached me. And lúc đó có cái ông cư sĩ, ông nhìn tôi, là tôi đứng ở chùa Long Beach, ông nhìn tôi từ thời đó. Và có thấy gì? He recognized me when I was on the back there. So he approached me. You know him? Some of you know him. Có bạn cư sĩ, có bạn người Việt. Biết ai? Tại sao cha con, cha quản ơn nhau đi về rồi lát chở về không biết sợ gì? Con tới thì sao con đưa tới đây á mà không có xe á, mình sẽ cho người chở con đưa về đường đó, sẽ có đường nha, nhắc lại con đưa biết. Nó cầu nguyện nó tới nó nghe pháp mà tại vì mình con cái chợ này là nó cầu sao nó có người chở tôi chở con đưa về đường không? Con sẽ đi về chợ để mai làm đồ ăn cho chùa. À, ok. Anyway, có vài người tôi nhận được ông này chắc nhìn mặt chứ biết ngay là như nó khô, nói chứ
I know a couple people there. I know a couple of the men. They know the guy with the son who was a paraplegic. That's Paul. That guy. I know that there's two men that always are at gold wheels. They're always there. Yeah. Like regularly. With a rope. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ông bố thì chỉ biết cái việc ông bố là chùa vô quy, ông mà có đứa con là bị què đó, ông nó làm một broker đó. Thì từ cái ông đó ông gặp tôi, ông chạy vào, ông cho ông cười, ông chào, ông gặp ai nó bị tôi biết thầy mà thôi luôn, ông hỏi là thầy sao, tôi nói phải thôi luôn, thầy sẽ hỏi làm gì. Tôi cũng tới đây để tôi là gì nữa này, tới là điều hay mày còn sống tới đi còn tôi được chết rồi. So I said, it's a good thing at least you're still alive, that's why you're still being coming here. And it's like that his Paul is a loyal to Master Shen, very loyal to the temple. Paul là một trung thành cái chùa. What I found interesting is that I saw Paul at CPTB about several years ago. 7-8 năm trước khi mà tôi thăm Phạm Bảo Thành, lúc đó tôi còn trẻ, còn ham vui đó. Thì tới tôi viếng Phạm Bảo Thành cái vụ ông Tuyên Hoa tới viếng là cách đây 7-8 năm. Thì họ đi diễn là họ ăn câu đi, họ làm cúng xong rồi tới cái chỗ mà cái xa lời này Tuyên Hoa là sắp hàng tới làm cái đồ thắp nhất. Thì lúc đi về tôi liếc gặp cái ông Paul rồi. So I saw him back then, several years ago. I said, oh, this guy is not bad. And after 7 years, he's still at the same level. Okay. Thành tôi gặp trước mấy năm rồi. Tại lúc còn thanh niên gặp rồi, cũng biết mấy năm trước 7-8 năm trước gặp ông này rồi. Thì bây giờ tới lại gặp cách đây mấy ngày thì nó thấy cái công phu này sau 7 năm trời tới tu với cho cái chùa thật hoàn toàn nó tiến bộ. Ông vẫn thích tu, mấy người ta tới chùa ta tới thích trồng phước, ta thích là nghe giảng kinh thì khác. Ông này ông tới ông muốn tu, ông muốn luyện võ, ông muốn luyện cái công phu ạ. 7 năm trời dầm chân tại chỗ, tại vì ông không biết rằng tới trình độ ông đạt đó là phần lớn ai cũng bị kẻ cứng. Hòa thượng, thượng tọa, sư bà, vị sư bị kẻ cứng. Because he doesn't know, even though you he wants cultivation, he's interested in working his cultivation. When the level he reached is a level it's very common for people to get stuck. I mean, the Hoshans, the Shanzuo, the monks and nuns of repute, of big names, they get stuck there. Okay? So for example, there we show me here, she also has Golden but you think the doctor called for the cat, lâu rồi chưa nghe được lâu vậy sao? Tại tôi nhớ khi tới trình độ rồi, nhờ trình độ ai cũng biết. Qua cái cô này thì cô sẽ kém mà hơn. Cái khổ là đó. Khi mà cái gì luyện thì bỏ tới thì tu hành, luyện tu luyện tới một cái trình độ đó rồi, là sẽ nhận trình độ. Ai cũng nhận trình độ. Cái lão chứ mình ở đằng sau người xưa quen cái thằng bìa trong mặt bìa thằng cũng quen với ông. So I knew that acupuncturist in San Jose, that acupuncturist guy is a very good, okay, he's an excellent acupuncturist, and he said stuck at the same level, cũng keo ở đó mười mấy năm trời. Thế là mười mấy năm trước á, lúc tôi còn xin nước thăm không bây giờ trở lại thăm năm qua thăm thì mình thấy gì kẹt. Tới trình độ là ai cũng kẹt, không biết kẹt mà không biết cái khổ. Thành ra cái mấy người mà bên đông y
dễ bị kẹt. Mà không biết, tại vì nhắc sư cô biết là mình tu, là mình dọn đường để lúc mình tới nó không bị kẹt, chúng ta mình lo mình tới trước, tới nó mình kẹt không khó được. That's why I'm telling a very good shuni is that cultivation is about preparing for yourself to get there once you get to that level and not to get stuck. If you cultivation, you should not be in a hurry to get to that level, to improve, just to get there and be stuck. If getting stuck there is very difficult to undo. Case in point, tại vì một khi mà tới rồi mình bị kẹt rồi, khó gỡ, không thể được được. Tại sao vậy? Ví dụ này, mấy người mấy nhà hàng tứ quản khi mà không bị tới mà không lo dọn, ngay bây giờ không lo dọn đường mà tới tứ quản mà không bị kẹt, tới nó khó gỡ, không thể được được. Tại vì không biết nó khó như nào, không thể được, cây bị trọng. Case in point, the fourth stage arhat. If you don't prepare for you once you get there not to be stuck, it's very difficult to extricate yourself from it. There's one favorite example of that. Which one is that, Brandon? Very famous arhat. Shariputra. But that's only a make pretend, but actually that's the message not right there. Shariputra is the number one arhat in the Buddha's assembly. Ngài Sariputta là ngài đệ tử thứ nhất, arhat đệ nhất của Phật tử của Phật Phật Sơn. Mà khi mà ngài Sariputta mới phát tâm bồ đề muốn tu Bồ Tát đạo. Tu ngọt dễ sợ như vậy, không sự sợ. Thầy, phải đi qua con đường mà tự trị, giống như là mình trong cuộc sống đó, thầy. Trong cuộc sống hàng ngày, mình sống với cái tâm phân biệt đó, thì Đức Phật dạy mình đi vào tự trị, mình đạt thành chỗ mà mình còn sống phân biệt đó này. Như khi mình một đối tượng, mình nhìn một đối tượng thì mình bị cái phân biệt, cái mình do mình sống, mình không phải mình sống không phải vốn sống thì vô sở trí, mình sống bằng phân biệt trí này. Thì mình khi mà cái đối tượng kia mà trong cái tâm mình nó khởi lên một cái niềm, giống như mình khởi cái niềm phân biệt, khởi niềm phân biệt rõ ràng, khi đó là mình đang sống gọi là cái phân biệt trí đó rồi. Đấy thì khi giống như khi đó mình thấy mình vừa mới khởi một cái niềm phân biệt trí này đó, thì mình quán chiếu liền, mình vô tu quán thì nó kẹt chỗ mốt này. Okay, very good question. Câu hỏi khác. Bây giờ mới hỏi được một câu ra bộ đại gia. Mấy câu hỏi trước giờ là dốt. She asked a very good question. I said I commended her because I talked to her extensively for the last week or so. I said her question so far has been very, very stupid until tonight. She gave the last question. She asked a question. Her dharma, the dharma she's practicing is that she realizes we still have a discriminating mind. So, for example, when you're faced with a state, you know, the discriminating mind begins to function, begins to kick in. So then you immediately realize that you contemplate it. Okay, then how can you get stuck? How anyone can help me? I'm used to bóc râu ra hồn ra dán á. Học trò tôi ai trả lời được hay không? Các bác thầy trả lời. I'm asking you, my students, can anyone answer that question, or need I answer personally? She said, I don't understand what she said. You know, I said, number one, her level of question is very high, way beyond your level. Number two is that she has a sense.
natural Vietnamese accent, no one gets it except me. When she has a state, she contemplates it. Is that what you're saying? She reflects. It's a Hui Guang Sa Jiao. That's Hui Guang Sa Jiao. That's what she is referring to. Okay. When you see something a state, look at yourself. That's I didn't realize she's doing that. That's a Mahayana Dharma. The way we execute is Mahayana. The way they execute is their own limitation. But what she's realizing, when you face the state, you need to reflect on yourself. That is what you call what? Khi mình gặp cái cảnh giới, mình vượt qua mà kia cái hoài gì? Cái hoài gì chưa? Cái hoài gì? Mình thấy cảnh giới, mình vượt qua mà kia cái hoài gì? Anyone? Thấy qua phải sao? What's that? What does it mean? If you are at that state, or you are at a level where you see your state and you reflect on yourself, you contemplate yourself, okay? Nếu thấy cái trình độ của mình gặp cái cảnh giới, mình thấy cảnh giới đó một cái mình quán bản thân mình, cái đó gọi là gì? Phản quang. Phản quang. Hồi quang phản kiếp, cái đó gọi là gì? Có một tí vậy. It means that you have a little bit of wisdom. It's the beginning of wisdom. Cái đó là cái bước đầu của cái huệ. Cái thế gian pháp này á, ta dạy biết nhìn cái thằng đó là ta hiểu. Because the worldly dharma is that when you face the state, you need to understand. Phải quý vị, phải quý bác, những người mà đang học tại đại học, những học đại học là những người thương gia, những người đã thành công trong cái cuộc đời này, đã có cái mình thành công, mình nhìn, mình thấy ngoài là nhìn một cái mình hiểu lập tức, đúng không? Cái pháp thế gian pháp như vậy, cái sự thành công của người thành công là phải nhìn, ta phải hiểu tường tận, ok? Cái hiểu đó là gì? Cái hiểu đó là dùng cái tâm phân biệt để nó chặt ra, để phân tách nó ra để hiểu được. The understanding of the world people value so highly is based on the conscious mind, because it dissects so that it can understand. It recognizes bits and pieces that it knows. Sounds familiar, Randy? I don't do that, so I don't know. See, you guys prize yourself on knowledge and acquiring knowledge. Okay? Basically, you are storing your databases so that you can recognize the state and understand the state. And that's what Westerners, that's what ordinary people value. They value knowledge. They value understanding. Value that understanding. Nhưng người thân cái thế gian pháp là họ quý trọng cái hiểu của cái cảnh giới. Điều họ lầm là rằng cái hiểu nó vẫn bị eo hẹp, bị cái tâm phân cái trí phân biệt nó phải trẻ, nó phân tách ra nó hiểu được. Vẫn bị họ cái tâm phân biệt. Okay. So the limitation of relying on your conscious mind, on your thinking, on your mind, your thinking brains, is that to dissect and analyze is that, okay? That thinking mind limits your getting it. It helps you analyze at the same time, it chops you right off, puts a wall right there, so you can go beyond. Cái tâm phân biệt đó, người thế gian quý trọng đó là cái phân biệt nó thấy được, nó hiểu được, cái cảnh giới hiểu được, thì họ lại thấy nhận được cái cảnh giới nó hiểu được, thì cái tâm phân biệt cho phép họ hiểu được đều đồng thời họ tạo một cái tường để nó chặn lại cái cách nào quá cái hiểu được.
So far, are you doing okay, Janice? Are you translating okay? Anyway, so if you rely on the conscious mind, you're limiting the depth of your understanding, the depth of your comprehension. Okay? So anyone have a problem with that? I have a weak to tôi nói nha, thầy nói là tôi nói thôi, còn không ai cần phải đồng ý với tôi nha. Mình cái chỗ mình trao đổi ý kiến và mình nói là this is not a one way street here, it's an exchange, you don't have to agree with me, I'm only presenting you my viewpoint. Okay, that's all I'm trying to do. Okay, I'm hoping you present me with mine, and that's how I learn as well. I have no need to ask my team at all. Nếu đồng ý với tôi như vậy thì mặc dù nó hồ quá phản chiếu đến nữa thì sao? So if you buy that model, my hypothesis, then even if when every time you face the state, you reflect on yourself, what is the problem with that? How are you moving your reflection? Which mind are you using? Khi ngồi qua phản chiếu nó quán đó, cái quán đó mình dùng cái gì mà quán? Những cái tâm phân biệt để mà quán. I say the problem is that if you rely on the conscious mind to do the contemplation, what is the problem? It's the same mind as a total maker in the first place. And you're using it to contemplate. It's a catch 22. So I'm saying contemplate until you lose the taste, and you'll still be stuck. Still do not have access to the light to help you get out of the dark. It's two different things. Hôm nay đã ra nước ngoài, các bạn có một tí kia về. Có một tí kia về là vì mình nhận ra được là mình đang trong thành vì cái tổ. Có được một tí về này được cảnh giới đó. Nhưng đều không nghĩa là mình có đủ cái sức ở con ánh sáng để nó làm soi sáng cái tối của mình. Là cứ quán đấy, không đủ sức còn chịu mình vẫn thấy thế. Cái đó cái bên nguyên thủy họ bị kẹt cái chỗ đó, họ tưởng cái pháp nó có cái pháp nó chịu được, thì cái pháp nó chịu được.
That's why my Hinayana, they start with the Dharma, with the what is the name? What's the word for the Dharma? The Dharma attachment, the attachment of the Dharma. Okay, basically they take that Dharma and fix it and tell them flat out they cannot fix it with that Dharma. Cái đại thừa cũng gọi là hồi hộp quan phản chiếu, cũng hoàn phản chiếu. Okay. Cái pháp này nghe nếu như đúng nhau thì nó khác gì, không bị chấp, bị pháp chấp. Hinayana, Mahayana, they have a similar kind of dogma. They say, you know, you return the light to yourself, people find it. And so it sounds familiar, but telling you is very different, because in it and Mahayana is not stuck there. They don't get stuck there. Okay, anyone else? I have not here. Yes. What's the Dharma in Chinese? Fa-chu. Good. The Hinayana have that problem. That's the biggest problem. They thought there's a Dharma there. It's a lot deeper than, a lot more subtle than they realize. Cái chấp trước của bên quý vị là tại vì họ nó tế nhị quá, không thấy được. Okay, anything else? Tại có hỏi gì nữa, hay hai đơn vị nữa không? Thầy nói rồi, sư cô được tạo hình tên yêu đối nhau thì càng nó nhận khác nhiều, nhiều không thể được. Tại vì chưa thoát á, thành chưa thấy được là, chưa thấy được thì mình đã có khổ. Mình nghĩ mình có thể quá, mình sẽ thoát được. Mình thoát, tới, bắt đầu sáng cái xíu thôi. Đều cái pháp quá nó mình bị kẹt, nó tố. Không biết, mình tưởng cái đó là nó giúp mình thoát được, nó không giúp mình đâu. I'm telling her that I give you more detail is that because her teachers, okay, say that you use that contemplation dharma, they will help you clarify the confusion. I say yes, it does help clarify confusion a little bit, incrementally. But ultimately, that approach does not bring them out of the darkness. They only clarify a little bit more up to the fourth stage ahamship level, and then they cannot go beyond that. This is why they are teaching the next day their own people is that you can use this dharma to clarify up to their level, but they are still stuck and they don't realize this stuff. It's very, very, very dangerous state. Bởi vì khi bên lúc mà tới tứ quả là hám mà tới cái chỗ đó kẹt phì là sao? What's the equivalent of Mahayana? Bên đại thừa có cái kẹt mà cái đi là gì không? Chắc như bên tứ quả là hám kinh hoàng. À là ngã nó cũng kẹt nhỏ bên đại thừa kẹt lối không thể tưởng lúc này thật thật rồi dễ sợ đó. Anyway. Would a Mahayana approach to something like that in the meditation states instead of trying to contemplate it, you just kind of we would watch it and No. Contemplation doesn't work. We would just watch it just like watch it rise and exist and disappear again. You cannot. Contemplation does not. It's not unstuck that person. Mahayana does not. That's why I'm giving you the same answer as I said, because the same exact problem. Much bigger, but the same nature, the problem is exactly the same thing. It's a very good point. Cái bên đại bên 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 lúc mà bên bên này một cái là
thu tới tới cái cảnh giới đó không bị kẹt y chóc như mình đứa quả là để kẹt tính cách kẹt nó giống như vậy nhưng điều nó khó nhìn khó gỡ hơn nhiều nữa. Thầy nói là như vậy người có pháp của quán thì thường mình gỡ không cái quán nó cũng có trường hợp như vậy là cái quán không gỡ được mình nhìn cái óc kẹt mà quán thì nó cũng vậy thôi. Because he used the same mind that he stuck there to do the contemplation, same exact problem. See that? Thành cái tôi diễn tả cái gì đâu có gì đâu, tôi biết cái chuyện đó mà. Đâu có gì lạ đó. Bên kia nó nhỏ hơn tí xíu, thấy cũng tương đối dễ gỡ. Còn cái ông kia cái lúc mình tới cái chuyện bên bên này đừng khó gỡ như sao? Thật bây giờ. Thật tới. Còn mấy người khác. Không có được không có hiểu gì mà nó khó mà anh ta đừng nghĩ đừng có tưởng đến cái điều gì đừng có tưởng là cái lo tới đó là cái đó là cái lo quý nhất không phải đâu không phải tới đó nha tới đó gì cũng được kè tới đó mà kè đừng có tới vui biết gì vậy biết cuộc đời ông say in Mahayana my attitude is that all that is nice and all these glamorous things, all these nice attainments are very appealing. But my attitude is that I don't want to get there to be stuck. I only want to get there so that I will not be stuck. Okay? And in no hurry to get there. And tôi cũng đúng tới đó, từ tâm thả. À, lúc nào tới đó là tới thôi nhưng mà tới không bị kẹt mà tới còn tới mà bị kẹt thì quả tới. Ok, anyone else? Ai thắc mắc gì nữa không? À, ngày nay nó phá gì không phá gì nó trên trời dưới đất thôi. À, I have no dharma, I just answer questions, speak whatever that interests you. I speak nonsense. So, I have 10 more minutes. I don't want to go through a sutra unless you want to talk about something else. I can tell you a joke. Okay, tìm có hai cái gì ngay. Còn có 10 phút nữa thôi. Tôi đợi 10 phút xong tôi đi về. Ai muốn nói gì nữa không? Có 10 phút nữa tìm có hai được không? Cái kia nó cứ cho cái chuyện cô Hà vui vậy sợ nó tưởng chuyện cô Hà cứ giải cái pháp cho nó nghe. Ai thắc mắc gì nữa? Anyone else has a question? Hey, so you slept in the Buddha hall last night? You lie down, right? Cậu này tại chỗ này chỗ xương thì bà anh không được vào cái phòng thành đấy cậu này bỏ lại ở lại ở tu thì không có phòng đi bỏ tại cái này chỉ không giao được là đâu có trong phòng mà trong phòng là không lại đó thì cậu mới nói nghe nói là cái phần điện có thể ngồi phần điện được các phần điện này là không có quyền duỗi chân ra ngồi không được nằm nghe không hiểu cái mà it's free right thành ra cậu ngồi trong phòng điện được vài tiếng sau rồi cậu ra ngoài xe cậu nằm ngủ cái muốn ngồi dễ sợ lắm cái gì biết không cái pháp của ngồi cái hóa quyền cưng dễ sợ tùy đi các quả vậy chẳng có dễ đâu. And you know, the since speaking Dharma, Master Shenghua taught his disciple, it's very, very difficult, let me tell you. Because you experience what it's hell in it. It's so unpleasant. The hỏi thẳng, hỏi đó là, lúc mà tối qua ngồi, ngủ ngồi, cảm giác thế nào? Nhớ cảm giác ngủ. Dễ sợ. It's like hell. You don't really know.
You hear me clearly? It's like hell. Như trong địa ngục á. Không dễ đâu cái gì nữa. Đừng cười, đừng nói là tụi nó lâu, người nhìn cũng mồi. Ta thử không nắm được đâu. Khó. Tôi làm đâu nổi. Ai khác làm được. Đúng người tu á, đúng cái đầu tu đi mà đầu tiên hóa, đúng đầu tu một cái cho cả đầu thì nó cũng chết mà. When I shed my head, he allowed me to become a shaman and he died. Okay. So he taught a lot of dogs and his disciples and đệ tử tiên hóa được đích thân truyền như sư cô hoặc lượng là đệ tử chính, chân chính của thầy tiên hóa thì được truyền sang. Còn mình có được truyền gì hết? Thầy muốn tu gì tu, thầy mình thoải mái để sợ đó, thôi một xíu để sợ. Anh là đấy, rồi nói, mình con sai một thầy, sao ngủ ngồi khó quá, hồi đó không thích ngủ ngồi, ngủ người biết sao ngủ ngồi, so because he died without teaching me anything at the time, so I said the real his new disciple that will transmit all these dharmas, I'm not a real disciple, therefore I have to cultivate all these dharmas. But I was curious. I wanted to learn how to sleep. Các mắt mình muốn thử muốn ngồi nhé. Mình cái gì mình tò mò gì làm là ráng ngồi. I could not do it. Let me tell you. Tại sao vậy? Tại vì ngồi á. Quý vị hiểu là tôi ngồi xếp bằng được nghe. Tôi không sợ xếp bằng. Muốn ngồi xếp bằng là tìm lắm. And he had to realize that I was able to sit in full lotus for a long, long time. So it's not a problem. Okay. But at night, you can sit in full lotus for a while. As soon as you fall asleep, your legs bend up. And then you lose control of your mind. It's hard anyway. Mặc dù thì lúc mình tỉnh mình ngồi cái nhà ngồi giữ được. Lúc mà mình ngủ một cái chân nó buông ra, cái chân nó buông ra. Cái gì nữa là bắt đầu mình mất tự chủ, mình bắt đầu ẩn trừ cái bà sư đi á, họ kể lúc cái bà ngồi luyện cái pháp môn cái ông tiên hóa của ông tiên hóa sống remember when Master Chuyên Hoa had his first temple in Brooklyn Gold Mountain, cái thời mà Kim Trang á, cái đạo tràng đầu tiên là tiên hóa. Cái đà trả chút xíu nó thì ông Tuyên Hoa có nhiều đệ tử ý sợ đó. Ok, họ không sang như người Việt Nam mình đâu, nhưng cùng sang chỗ anh chùa này chùa anh cùng chùa nữ có chuyện Việt Nam tới đây hồ đó ông Tuyên Hoa có sang người được và đem cái chùa như vậy hai bên nam nữ cùng ở một cái chùa back then the Gold Mountain is pretty small and he had both male teaching unlike us here he cannot afford to have only male you know. You're talking about the one Mission Street? I don't know whichever one it was. It was down in it was a factory. It was a bedding factory or something. Yeah, like whatever. Yeah. I don't know exactly which one, but I knew that they were sleeping. Kind of, tôi biết cái nào, ông hỏi cái chùa nào, ông hỏi kỹ lắm, cho nên nữ tiên hoa. Cái chùa tối ngủ, họ ngủ, là bên nam ngồi dựa vào tường, bên nữ ngồi dựa tường cái này. Ok, ngủ như vậy đó. Cái gì không? Không có phòng nghe cái gì mà phòng có giường là sướng ổng cái hoa bắt ngồi á cái nghe thuận điện nghe thuận điện nhìn nhau ủa thôi ngồi cực khổ như vậy ngồi luyện bỏ mà con như vậy ni là ngồi bên này nam ngồi bên kia không có phòng so they had no rooms so they go like this and Hồng Trứ has this reputation. Chứ bà thằng kỳ lúc đó bà mới vào bà tu cái gì xảy ra bà đồng ý thế nào bà nói là cái bà này lúc mà ban đêm bà luyện cái pháp môn cái gạt nước của chiếc xe đi gạt nước sao bà ngồi cái xong cái xong bà sắp lùn cái đó bà sắp bà dựa tường mà bà dựa tường cái bà bắt đầu ngủ cái bắt đầu ngủ cái mà nghèo xuống bắt đầu đi thì biết cái này không. Tôi hiện tại thì bị ngủ ngủ nhá, tôi biết cái chuyện này tại tôi bị nhưng mà ngủ ngon ngồi bưng ngủ thì ngon là đẹp lắm, ngon là nhất rồi, trong khi ngon là đó, tao ngủ cái đầu ngủ cái đầu kẹt luôn,
and then giving yourself growth is a mean now. Không sao tôi tu được, cảnh muốn trước tôi cũng có thoải mái đâu, tôi cũng thực tế. So yeah, so you grow, right? and then slowly begin to lean on one side. Usually, most people lean on the right hand side, maybe you all have that right hand. Okay, and là bắt đầu mấy người thường thường lớn người ta mà nhìn tay mặt thuộc tay mặt là bắt đầu tự nhiên tay mặt tự nhiên thôi à, bắt đầu cũng cái bắt đầu cổ cái đầu nó gục xuống cái đà xong nước biển nó chảy ra xong bắt đầu vừa con đường chạy cho mọi người nhìn hơn rồi lúc tôi nghĩ biết rồi I will tell you the secret lúc nhìn nó sướng hay sao. Why one people need slowly? It's very slow process for some. Like 15 minutes, one degree. Mình nắm phút nghi một degree thì mình đỏ một độ. Mình nắm phút nghi một độ. Sướng như sao? Lúc này nó sướng không được rồi. Mình chỉ nghe cái gì mà sướng. Sao mình nghe thêm đi? Sao mình nghe thêm đi? Lúc đó nó sướng không? Cái càng ngày mình nghiêng càng sướng, 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 càng sướng.